Giá thuê trung bình đối với tất cả các loại bất động sản nhà ở Canada đã tăng 3,3% so với cùng thời kỳ năm trước, đạt mức trung bình là 2.187. Đây là tốc độ tăng trưởng tiền thuê nhà hàng năm chậm nhất trong gần 3 năm vừa qua. So với tháng 7, condo một phòng ngủ giảm 0,7% và condo 2 phòng ngủ tăng 1%. Giá thuê trung bình condo một phòng ngủ ở thành phố Mississauga giảm 1,3% so với cùng thời kỳ năm ngoái, xuống còn 2.348 trong tháng 8 năm nay. Và condo 2 phòng ngủ giảm 2,8% xuống còn 2.792. Thành phố Mississauga chỉ xếp sau thành phố Toronto, nơi giá condo một phòng ngủ là 2.428 vào tháng 8 và giá trung bình cho thuê 2 phòng ngủ là 3.158. Các thành phố trong vùng GTA đứng trong top 10 thành phố có giá thuê đắt đỏ nhất Canada, với giá thuê trung bình condo một phòng ngủ và hai phòng ngủ như sau: Etobicoke 2.227 và hai phòng ngủ là 2.827, Burlington 2.191 và 2.653, Brampton 2.060 và 2.415, North York 2.253 và 2.650. Giá thuê ở Canada cuối cùng đã trở lại mức bình thường sau gần 3 năm tăng trưởng quá mức. Có thể đây là kết quả tốt của việc xây dựng thêm nguồn cung cũng như những thay đổi liên quan đến dân số trong chính sách di dân của Canada. Khi có nhu cầu mua bán nhà condo, vui lòng liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số điện thoại 416 804 5111.